ngày 5 tháng 9, ngày khai giảng đầu tiên của các cháu đến trường, thì ban chỉ huy đội đã quán triệt đến tất cả cán bộ chiến sĩ của đơn vị là tập trung phân luồng chỉ huy điều khiển giao thông và điều tiết giao thông tại các ngã tư, các cổng trường học để phụ huynh đưa các cháu đến trường để đảm bảo giao thông được thông suốt, thuận lợi cho việc các cháu đón lễ khai giảng đầu năm được diễn ra vui vẻ, trong không khí vui vẻ và yên bình. Cộng với việc là hôm nay là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ và lượng học sinh, phụ huynh đưa học sinh đến trường đón dự lễ khai giảng thì là lượng phương tiện là tương đối đông, nhưng mà chúng tôi đã tập trung chủ yếu trên các tuyến đường đội cảnh sát 6 phụ trách và đã có những phương án để điều tiết giao thông phù hợp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.